Thưa quý vị, thưa các đồng chí và các bạn, chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9, kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 14 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương gương người tốt việc tốt trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn tháng 8 năm 2018, tháng 8 năm 2019. Hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động, Công an tỉnh Nam Định đã quán triệt triển khai sâu rộng mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung thi đua trong toàn lực lượng công an chính quy và cơ sở với khẩu hiệu hành động, chủ động nêu gương, kỷ cương, tăng cường cơ sở, gắn với các đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Tập trung thực hiện 9 công tác trọng tâm với 4 đợt thi đua đặc biệt, mỗi đợt thi đua đều đề ra khẩu hiệu, các chỉ tiêu để các đơn vị phấn đấu thực hiện. Qua phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Hoạt động của các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy được kiềm chế, nhiều chuyên án lớn được triệt xóa đã góp phần nâng cao vị thế của Công an Nam Định. Tại hội nghị, Công an tỉnh còn tổ chức giao lưu với 6 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tập và làm theo lời Bác. Các điển hình cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả được tổng kết qua chính quá trình học tập công tác của bản thân. Buổi giao lưu phần nào khắc họa được hình ảnh người chiến sĩ Công an Nam Định mưu trí, dũng cảm trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm và những con người nhiệt huyết, tận tâm, tận lực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, giữ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Tôi thấy rằng đây là một cái hội nghị rất là hay, ý nghĩa, đặc biệt là nó có sức lan tỏa tới quần chúng nhân dân. Bởi vì khi mà chúng ta có những cái gương điển hình thì phải thứ nhất là động viên kịp thời, cái thứ hai nữa là biểu dương những cái cá nhân, những cái tập thể mà người ta đã có những cái thành tích xuất sắc để trong công tác an ninh bảo vệ Tổ quốc, cũng như là những cái gương điển hình tiên tiến để người ta chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái đóng góp, những cái thành quả mà người ta đã đạt được để nhân rộng đến cho mọi người. Thì tôi nghĩ rằng tổ chức cái hội nghị như thế này đó là một cái việc làm hết sức là ý nghĩa và hết sức là khoa học và rất là cao quý. Ở bất kỳ một vai trò vị trí công tác nào thì chúng tôi cũng luôn luôn phải cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cố gắng cống hiến hết mình cho công việc, cho sự nghiệp chính trị chung của đơn vị. Với những sự cố gắng của mình thì bản thân tôi cũng đã được lãnh đạo đơn vị ghi nhận và được là một trong những gương điển hình tiên tiến của Công an tỉnh ngày hôm nay. Vì vậy tôi cũng hôm nay được tham dự cái hội nghị này thì tôi cũng rất cảm thấy là vinh dự, tự hào và qua đây thì nó cũng là một cái động lực để cho chúng tôi cũng như các đồng chí khác trong đơn vị tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Cũng tại hội nghị có 12 tập thể cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích nổi bật trong xây dựng lực lượng công an cấp huyện vững mạnh, toàn diện, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới giai đoạn 2009-2019. 43 tập thể cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh Nam Định tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm và thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và giấy chứng nhận gương người tốt, việc tốt. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Nam Định nói chung và cái phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc của Công an tỉnh nói riêng đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng công an, các cơ quan ban ngành, đoàn thể của tỉnh hết sức quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Phong trào đã đạt được kết quả to lớn, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến đã được xây dựng, nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, như mô hình ba an toàn, rồi có những mô hình mới mà chúng ta xây dựng đã phát huy hiệu quả như camera phòng chống tội phạm. Có thể đánh giá là các lực lượng tham mưu như Công an tỉnh Nam Định, trong từ Công an tỉnh đến Công an các địa phương đã làm tốt cái vai trò tham mưu của mình, quan tâm đến những cái chế độ chính sách,
nhất là đối với các cái lực lượng làm bảo vệ an ninh ở cơ sở, quan tâm cái việc đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật để lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở hoàn thành được cái tốt cái nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định đã biểu dương khen ngợi những hành động đẹp, những tấm gương đẹp của lực lượng Công an Nam Định trong thời gian qua. Hy vọng Công an Nam Định tiếp tục phát huy làm nhiều việc tốt hơn nữa để giúp đỡ nhân dân và góp phần bảo vệ an ninh trật tự của tỉnh, của đất nước.